cho cái hiệu ứng của cái cây kiếm cực kỳ đẹp luôn nhá bạn. Đây thì trước đó là mấy các bạn cũng biết là mình đã cho bạn thấy được cái hiệu ứng của cây kiếm rồi đúng không, nhưng mà lần này sẽ khác nhé các bạn. Hiệu ứng ở đây là như là một cái aura dành riêng cho cây kiếm luôn nhá bạn, cực kỳ đẹp luôn đó. Thì mình nghĩ là bạn nào mà biết rồi thì không sao, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho tất cả bạn nào mà không biết luôn nhá bạn. Rồi thì bạn nào biết rồi thì xem ủng hộ mình cho vui cũng được nhá bạn. Rồi vô clip thôi. Đầu tiên là cái thứ nhất á, là các bạn cần cho mình đó chính là cái Electro V2 nhá các bạn. Đây đầu tiên là Electro V2 trước nha, đã bắt buộc nhá bạn, tại vì nhờ Electro V2 này các bạn mới có thể buông cây kiếm ra được. Rồi và cái thứ hai là các bạn xài cây kiếm đó cho mình, và một cái điều đặc biệt nha các bạn là hình như là chỉ có một vài cái kiếm mới được trong tựa game này thôi nha các bạn. Đấy mình ví dụ nha, đây như là cây Yoru đi nha các bạn, nhìn nè, thì cái bung cũng khá là dễ nha các bạn. Các bạn chỉ cần xài V của Electro, V cái sau các bạn chuyển qua kiếm cho mình liền đó, các bạn nhớ cho mình nha, V nè, V trong chuyển qua kiếm liền cho mình đó, thấy chưa, đó là các bạn có thể bung được đó, thấy chưa, đây 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 như là mình bung được cái ngọc đó, thấy chưa, đó cái xét nè. Nhưng mà cây Yoru này sẽ không có hiệu ứng đó nha các bạn, đó chỉ có hình như là một vài cây là mình đã test rồi nhá bạn. Hình như là để xem coi, tổng cộng là trong tất cả kiếm này chỉ có 3 cây được thôi nhá bạn, đó chỉ có 3 cây được thôi, đó chính là cây đầu tiên là cây Muramasa nè, cây Avalon nữa bạn, đó Avalon kiếm mới này, và cuối cùng đó chính là cây Apollo Abolos này nữa bạn, đó 3 cây thôi nhá bạn. Rồi bây giờ mình test thử cho bạn xem nha, các bạn nhìn hiệu ứng này rất là đẹp luôn nha, nè đó vậy chưa, ôi wow, hiệu ứng này hiệu ứng gọi là còn đẹp hơn cả Haki luôn nhá bạn, phải không? Bình thường các bạn bật Haki lên cũng làm gì có hiệu ứng này được đó bạn, chưa, đấy aura cội bọc lửa xung quanh kiếm luôn nhá bạn. Aura này là aura mythical các bạn, theo mình đánh giá nha bạn, đó theo gọi là ý kiến cá nhân mình nha, thì đây mình sẽ đánh giá đây là cái aura mythical, tại vì nó còn đẹp hơn Haki luôn, và một vài kiếm mới có nha bạn, thấy chưa, đó đúng đẹp luôn, thấy không, đó trời ơi, vừa có aura đớp đúng chớp nè bạn, mà full đi kiếm của mình là full full lửa luôn đó, thấy chưa, full lửa luôn nha bạn, đó đẹp ha. Rồi tiếp tục cây tiếp theo đó chính là cây Apollo này ha, tại sẵn đang này xong cuối cùng là Avalon, có 3 cây mới được thôi nha các bạn, các bạn nhớ lưu ý cho mình nha, chỉ có 3 cây được thôi. Đây bình thường đó bạn, đó bình thường không có hiệu ứng gì đúng không, và bật Haki lên cũng không có hiệu ứng gì đúng không, đó nó rồi Haki giờ không đẹp bằng hiệu ứng này đâu bạn. Đây các bạn nhìn nha, giờ bung cho bạn xem nè, về xong chuyển qua kiếm liền nha, về nè chuyển qua kiếm liền đó, bạn nhìn nè, thôi cái kiếm Apollo này hiệu ứng đúng đẹp luôn phải không, ôi cái Apollo này là cái hiệu ứng đúng đẹp luôn bạn, đó phải không, như là một kiếm âm nhạc các bạn, đó cái aura nè, thề luôn á, mình không thấy khác gì một cái hiệu ứng dành cho giống như là mythical, mà khi mà các bạn gọi là sao ta nâng cấp lên các bạn đúng không, giống như các bạn cộng một nè sẽ có hiệu ứng này đi đúng không các bạn, kiểu aura của kiếm ấy đó, đẹp không, gọi bạn coi hiệu ứng nè, coi là có luôn nè các bạn, nhìn nè, đấy phải chưa, đi tới đâu các bạn có thể phát ra âm nhạc luôn nhá bạn, thấy chưa, ồ phải chưa, nhìn như là một thanh kiếm mới luôn đúng không các bạn, như một thanh kiếm mới ra mắt luôn phải không, aura đi theo nè, đẹp cực kỳ luôn, và quánh các bạn cũng có aura theo luôn nhá bạn, đó phải chưa, wow, đẹp ha, đó rồi và cuối cùng đó chính là Avalon nhé bạn, và các bạn có thể tắt nha bạn, các bạn bấm lại bật lại là tắt thôi, easy hả bạn, đó riêng cái lỗi hình ảnh này mình thấy đáng gán giá lắm luôn nhé bạn, tại vì đẹp ha, đúng đẹp luôn á. Rồi bây giờ tới Avalon nha, đây cái cuối cùng rồi bạn nhìn nha, bình thường vậy đúng không, rồi các bạn vơi cho mình, vơi cho mình thân chuyển qua kiếm đó phải không, ui đúng cái kiếm kiểu giống như là đang có gọi là vừa mới tiến hóa lên mày đúng không, tăng sức mạnh nhé, phải không, vừa có aura nè, đó cái aura nổ nè đó, mà xung quanh cái kiếm có aura đúng đẹp luôn, ồ phải không, đẹp ha, ôi nhìn đúng kiếm gọi là tiến hóa nâng cấp luôn bạn, như là kiếm mới luôn á, như một thanh kiếm mới hoàn toàn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test thử coi có được tăng đam hay không nhé bạn đúng không, đó lỗ aura có được tăng đam không nha. Rồi đầu tiên là tắt cái aura đã, rồi bây giờ đánh thường trước, ngàn đam thôi nhá bạn, thấy không, có 1000 đam nha. Rồi dép 13.351. Rồi cái ít thì không cần nhá bạn, tại vì cái ít thì biến hình cái kiểu hên xui mới được thôi nên không cần lắm đó, bên đỏ bên xanh lại so đam nữa mắc câu lắm. Bây giờ đây sẽ đâu ra nhá bạn, rồi giờ coi tăng đam không nha, cũng 1000 đam nhá bạn, rồi không khác gì luôn, dép. Cái này mình chưởng hụt nha bạn, nói chung là mình nghĩ là đam cũng không có tăng gì đâu nha bạn. Đấy thì như mình nói mà, cái này chỉ là bung cái hiệu ứng đó để cho các bạn thấy cái kiếm đẹp hơn thôi, chứ không có gọi là tăng đam đâu. Nếu mà tăng đam thì thôi
game này thả các bạn bung ngon hơn đúng không các bạn? Đấy, nhưng mà cái cây mà theo ý kiến riêng của mình nha bạn, đẹp nhất nha là cây Apollo rồi đó bạn. Apollo nè, đúng đẹp luôn, thực sự luôn, không hiểu sao đẹp vậy luôn các bạn. Wow, đúng không? Cái aura kiểu gọi là mấy cái âm nhạc các bạn đúng không, như là cái sáo của Brook các bạn, như là cái cây Soken vậy, nhưng mà mặc dù là Soken Brook không có aura đó, hơi vậy nhưng mà đẹp cực kỳ luôn ha. Đó bạn nhìn nè, đấy đẹp cực kỳ đẹp luôn, và đánh có aura luôn nha bạn. Đó bạn chưa, này 4.500 đam, họ đam chiêu chiều ở nhà đó không, aura đi theo nè, đẹp thực sự luôn ấy. Đùng đùng 14k rồi, bây giờ tới chiêu ít, từ để hết hết nha bạn, coi chiêu ít có aura gì nữa không. Không nha bạn, ít cũng vậy nha. Đó, nói chung là aura các bạn sẽ thấy xung quanh thôi, không có gì hết ha. Đó, đây các bạn thấy aura mình quánh nhân xung quanh vậy thôi à, khá là đẹp luôn các bạn. Đó, hay ha. Đây thì đó là mình thấy được một bạn làm, xong rồi mình thử làm các bạn, xong rồi bạn đó chỉ mình và mình thử làm là thành công nha bạn. Đấy, cảm ơn nó rất nhiều ha. Đây là một cái mình nghĩ là không có biết là mới hay không nữa bạn, tại vì mình thấy lạ quá nên mình muốn gọi là hướng dẫn cho các bạn nào mà chưa biết thì làm thử nha bạn, chứ mình nghĩ là bạn nào biết rồi thì thôi, nhưng bạn nào chưa biết thì đó hay cứ thử đi nha bạn, nếu mà thành công thì comment bên dưới cho mình biết nha bạn, đúng không, đẹp ha. Wow, cái hiệu ứng đúng đẹp luôn bạn ơi. Tính ra cái loại bung này mình nghĩ là mình nên nên thêm thật vô luôn thì hay hơn đúng không các bạn, đúng không, tại vì rất là đẹp mà. Cái gì nhiều thế, rồi giờ mình đi random thử nha bạn, đúng không, thà cho vô game luôn thì được luôn, tại vì mình thấy hiệu ứng này cũng không có gì gọi là làm lỗi game hay gì đâu nha bạn, đúng không, làm đẹp hơn mà đúng không, đúng đẹp luôn. Nên admin, nếu mà admin biết coi loại bung này có thể thêm cái loại bung này thành game luôn á thì ok, hợp lý hơn. Rồi giờ mình random thử nha các bạn, random coi tỷ lệ ra được mấy cái chai xịn trở lại hay không. Đấy, tại vì bây giờ là các bạn có thể mua được chát quỷ các bạn cất vô kho luôn rồi, nên nghĩ là cái random này cũng không có cần nhiều nha bạn, đúng không, các bạn chỉ chờ bên shop bán xong các bạn bỏ vô kho luôn là xong, dễ hơn nhiều. Như vậy đây, đây đâu để coi có bán trái gì không nha, rồi mấy trái dưa không bán nữa bạn. Sino mình có chứ ta, Sino ở đâu đâu mình đủ Sino không ta, để mình coi nha, mình có đủ hai trái Sino không. À có một trái à, mua ngon, lụm Sino liền bạn, hình như lần này ăn min fit rồi nha bạn, ăn min fit rồi các bạn mua là mất game nha bạn. Đó vậy. À trước đó mua không bị mất game luôn, đúng ngon luôn, giờ min fit rồi, fit nhanh quá. Rồi cứ vô à, sẵn mình sẽ thông báo cho bạn về cái creel luôn nha bạn, đó cái băng hải tặc của mình luôn ha. Thì hiện tại là băng hải tặc của mình đã full rồi nha bạn, full rất là nhanh luôn, vãi thật. Đấy, full lẻ lắm luôn. Và à mình quên nói một điều nữa nha bạn, tại vì hiện tại là creel full rồi đúng không, nhưng mình nghĩ là mình sẽ tuyển thêm cỡ 5 bạn nữa nha bạn, cho tròn 20 bạn cũng được ha, để tròn lố 20 bạn cũng được. Tại vì sao, tại vì các bạn có thể gọi là vô thành như là thành viên dự bị đúng không bạn, đấy thành viên dự bị trong băng cũng được đó, kiểu vậy, giống như là bạn này không ngon thì có bạn khác vô đấy, là vậy, nên có thể làm thành viên dự bị cũng được nha các bạn đó, nên các bạn yên tâm ha, mình sẽ tuyển thêm 5 người. Và cách thức thì cũng như vậy nha bạn, level cao nè, chuyên đi rai đó, chuyên đi rai này, có thể hay treo nè, săn hay ra dư biển gì cũng được nha bạn, thoải mái, tại vì mình có ADC VIP. Nhưng một điều mình quan trọng nữa nha bạn, hôm bữa mình quên nói đó chính là bạn nào mà vô rail mình rồi á, mình đã tuyển vô rail rồi á, phải xài Discord nha bạn. Đó, tất cả các bạn đó phải xài Discord luôn. Tại sao, tại vì như mình nói đó, mình có tạo một cái Discord crew, nên mà khi mà mình tuyển vô rồi á thì bạn đó EB inbox riêng cho mình trong Discord ấy, để mình add bạn đó vô cái team crew của mình nha bạn, thì mình có để link server VIP ở trong đó, nên có thể vô cũng được, mình khỏi phải add từng người kiểu vậy bạn. Nên mấy bạn nhớ cho mình là nhớ xài cho mình là Discord nha. À quan trọng nữa là cái add của mấy bạn là phải trên 13 tuổi. Đúng rồi, trên 13 tuổi với lại phải vô bằng link được nha bạn, tại có nhiều bạn mình thấy là vô link không được mà cũng không add được luôn, tại trên không có trên 13 tuổi bạn không có add vô được luôn, thế là vậy, cực lắm, kiểu vậy. Rồi thì đó là những điều muốn thông báo ha, và mình chỉ các bạn cách bung cái âu ra kiếm cho đẹp hơn rồi nha bạn. Rồi thôi, mình nghĩ là chắc kết thúc đi ta đi ha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like và subscribe mình nha, để mình có động lực làm những cái clip hay hơn nữa ha. Cô Gia Thi, bye bye. Ấy chà 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 chà, hãy bấm like và subscribe cho mình đi nhớ. Cục bóng mới của mình đó chính là 180k sub nha các bạn. Hãy ủng hộ mình bằng cách bấm cho mình một like subscribe nhanh tay đi nào. Nói thiệt nha, thì các bạn hãy bấm like và subscribe đi, thật sự luôn. Các bạn sẽ nhiều may mắn và cực kỳ đẹp trai và đẹp gái luôn đấy. Tin mình đi, thật đó.